thí nghiệm vũ trụ 25. Năm 1972, John B. Calhoun đã mô tả các thông số kỹ thuật của một thiên đường được thiết kế cho chuột, được xây dựng trong phòng thí nghiệm, mọi khía cạnh của vũ trụ 25. Như mô hình cụ thể này được gọi, được thiết kế để chăm sóc cho sức khỏe của các cư dân chuột, kéo dài tuổi thọ của chúng và cho phép chúng giao phối, có đủ thức ăn, nước và vật liệu ló tổ. Vũ trụ được làm sạch đều đặn, không có kẻ săn mồi, nhiệt độ ổn định. Đây là thiên đường chuột, hoặc không, bắt đầu của thí nghiệm. 4 cặp chuột không bị bệnh được lựa chọn từ trại nuôi của Viện Y tế Quốc gia, chuyển vào ngày đầu tiên. Mất vài tháng cho các chuột quen với thế giới mới của chúng. Sau đó, họ bắt đầu sinh sản và dân số tăng lên theo cấp số nhân, gấp đôi mỗi 55 ngày. Đó là những thời điểm tốt đẹp trong thiên đường. Sau ngày 315, hơn 600 con chuột sống trong vũ trụ 25 đụng độ trên đường đi lên và xuống các cầu thang để ăn, uống và ngủ. Sự tăng trưởng dân số chậm lại, các con chuột trẻ phát hiện ra rằng họ được sinh ra trong một thế giới có nhiều con chuột hơn nhiều so với các vai trò xã hội có ý nghĩa. Các con được phải đối mặt với nhiều đối thủ để bảo vệ lãnh thổ của họ. Nhiều con chuột thấy điều đó làm họ căng thẳng đến mức chúng từ bỏ. Cuộc trò chuyện bình thường trong cộng đồng đổ vỡ, và với nó là khả năng của chuột hình thành mối liên kết xã hội. Các con cái đơn độc rút lui vào các hộp tổ cách ly ở tầng penthouse. Các con được khác, một nhóm mà Calhoun gọi là cao nhân đắc đạo không bao giờ giao phối và không bao giờ chiến đấu, họ chỉ ăn, ngủ và trải lông, bao bọc trong nội tâm tự yêu. Ở nơi khác, chúng bắt đầu ăn lẫn nhau, không giao phối và bạo lực trở nên đặc hiệu. Xã hội chuột đã sụp đổ. Đỉnh điểm dân số. Ngày thứ 560, dân số đạt đỉnh ở mức 2.200 con chuột. Một vài con sống qua thời kỳ nuôi dạy cho đến ngày thứ 600. Sau đó chỉ còn vài con còn thai kỳ và không còn con non sống sót. Vì dân số đã ngừng tái tạo chính mình, con đường tiến tới tuyệt chủng đã rõ ràng. Những ý kiến của bạn là gì? Bạn nghĩ sao? Liệu quá đông đúc có phải là một nguy cơ cho loài người hay chỉ ảnh hưởng đến các loài chuột? Và nếu có, điều gì có thể cứu rỗi tâm trí con người? Tránh liên lạc mắt trong những nơi đông đúc là một chiến lược, nhưng đó có đủ không? Để đọc thêm về vũ trụ